người sẽ chuẩn bị gói bánh chưng để ăn Tết đúng không? Hôm nay thì nhà Ly là nhà chuyên gói bánh chưng, thế nên là Ly sẽ hướng dẫn mọi người cách gói một chiếc bánh chưng làm sao cho ngon và đẹp nhất nha. Như cái lá Ly đang cầm trên tay mọi người thấy nó hơi xấu đúng không? Cố tình chọn lá xấu để cho mọi người biết cách xử lý. Với những chiếc lá xấu này thì chúng ta sẽ sử dụng cái kéo để có thể cắt những cái phần lá xấu đi. Các bạn cắt hết phần lá xấu đi đúng không? Mình cố tình chọn những cái lá xấu để mà có thể giúp các bạn xử lý được những cái vấn đề này đỡ để phí lá ấy. Rồi, sẽ có cái lá đẹp như này đúng không ạ? Cách gấp lá nha. Các bạn để cái cuống ở bên phần tay phải đúng không ạ? Gập một góc. Đây là cái mép cuống đúng không? Thì cái góc này này, mọi người gập cái lá gập xuống rồi để dư cách phần cuống rất cuống này khoảng tầm hơn 1 cm, hơn gần 2 cm. Các bạn vuốt một đường thẳng. Vuốt một đường thẳng đúng không ạ? Rồi, sau đó cho cái cuống này vào trong lòng mình này, đó. Các bạn gập ở giữa nhé. Gập ở giữa. Đúng rồi. Vuốt một đường thẳng nữa. Phải gập là thẳng. Thì khi mà các bạn cho vào khi mà các bạn cho vào cái khuôn đấy thì nó sẽ thẳng. Nhớ chiếc lá tiên là phải cắt góc như thế này nha. Rồi tiếp tục đến những chiếc lá tiếp theo cũng gập như thế, cầm hai bên lá này này, tay này, đó, gập lại đặt xuống, vuốt một đường thẳng đúng không? Chiếc lá này chúng ta phải gập lại nha. Rồi tiếp tục cái này cho vào đây khuôn, nó sẽ đối xứng nhau, tất cả những chiếc lá cho vào khuôn sẽ đối xứng nhau đúng không? Đó, cái này bên đằng này, góc bên đằng này, tiếp tục một cái lá sẽ bên này, một cái lá sẽ đặt bên này, là cái góc đối xứng nhau. Thì những cái lá ở trong á, các bạn để cái lá nó hụt lại một chút này, nó hụt lại thì các bạn dễ đưa vào hơn. Các bạn nhớ để góc đối xứng nhau nha. Phải làm những cái góc đối xứng nhau thì lúc đấy bánh nó mới không bị đun lâu á, sẽ không bị bục ra. Đó, đối xứng nhau. Trung bình một cái bánh như thế này, hiện tại thì mình đang làm cái bánh là nặng 1 kg. Tất cả các loại bánh chưng thì các bạn đun 12 tiếng. Chính vì vậy mà đòi hỏi lá phải rất là dày. Thì nếu mà các bạn không muốn cho bánh của mình nó bị bục ra, đun lâu quá nó bị bục ra ngoài, thì các bạn phải để 8 lá, ít nhất là 8 lá cho một chiếc bánh thì nó mới chắc được. 8 lá nhé. Những cái nào mà nó khó đưa vào các bạn cắt bớt đi để đưa vào trong khuôn cho nó dễ. Đó, đúng không? Sẽ đối xứng nhau, cứ liên tục đối xứng. Cứ góc này, góc này, góc này, góc này, kiểu vậy. Rồi, bây giờ là sẽ cho gạo nha. Nào gạo, đi rồi, máy sang này. Một bát gạo như thế này. Một lớp gạo trước này. Các bạn san nó ra. San nó ra đúng không?
sau đó mình sẽ lấy thêm đậu. Đậu, một bát đậu. Rồi xa nó ra. Sau đó thì một phần thịt. Những cái miếng thịt như thế này nha. Đặc biệt á, gói bánh chưng là phải có nạc và mỡ. Thì các bạn nên là gói cho thịt ba rọi. Như nhà mình, mặc dù nhà mình gói bán thì nhà mình vẫn mua thịt ba rọi rất là ngon cho mọi người. Các bạn để đều sang mặt bánh. Sau đó thì thêm một lớp đậu nữa. Thấy không ạ? Tức là một lớp gạo, một lớp đậu, xong một lớp thịt, xong một lớp đậu tiếp. Sau đó thì là gạo. Đúng không? Rồi. Các bạn nhớ là để tay thọc cho bốn góc. Ấn gạo xuống cho bốn góc cho thật chặt. Bởi vì nếu mà các bạn không làm chặt đấy thì nước nó sẽ ngấm vào, bánh nó sẽ rất là nhão, không ngon. Phải để các góc cho thật chặt và nhấn giữa. Khi mà bánh chặt rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có bước cuối cùng. Các bạn biết mình cắt cái lá này làm gì không ạ? Với những chiếc lá như thế này thì để cho bánh chắc nhất, không bị này đặt như thế này. Đó, thì bánh rất là chắc và không thể bục ra, dù chúng ta có đun lâu bao nhiêu tiếng sẽ không bị bục ra ngoài. Ấn hai góc là cho đỡ bị rách góc á. Đó, thấy không ạ? Rồi, quay. Rồi. Các bạn thấy không? Cái nạt rồi. Chúng ta bỏ lạt nha. Chúng ta để nhẹ thôi. Ấy nhẹ lên một chút xíu là nó sẽ vào. Đó. Nhấc nhẹ cái khuôn lên một tí là sẽ vô. Rồi. Thấy không ạ? Sắp hoàn thành xong chiếc bánh. Với những chiếc bánh nặng một ký như này thì các bạn chỉ cần buộc 3 chiếc nạt là sẽ chặt. Đúng không ạ? Rồi. Phải chúng ta phải cắt hết những cái này đi, khi mà cho vào nồi bánh thì nó sẽ không bị cọ với những cái bánh khác, thì sẽ không bị rách lá cho với các bánh khác. Các bạn thấy sản phẩm mình sao ạ? Cực kỳ chắc chắn đúng không? Mình đun thêm mẻ mới nhá. Rồi đun thêm mẻ mới là vừa mới vớt cái mẻ kia ra, mọi người cũng đã xem rồi đấy. Bây giờ là nhà mình đang sắp thêm một mẻ mới nữa để bắt đầu đun. Thì có chung một mẻ cũng khoảng đun 12 tiếng đến 12 tiếng rưỡi, 13 tiếng là xong một mẻ. Để hâm như vậy nữa. Không hâm hơn làm. Ta xếp lá này, hai cái cuối cùng này ta dặn ra này là phải xoay cái chờ vào nhau thì cái lạc này nó không bị gì này, cái nước này vào thì nó sát vào này, đấy là hai cuối cùng này là phải thế. Thì cái này là phải xoay cái lưng này vào, cái này quay cái lá vào trong, đúng không? Hai cái mặt lạc này vào nhau thì nó ấn là nó không bị rách ở đây. Dậy khôn thế mà không khôn thì thôi bao giờ thế. Cái này lạt này nó phải áp vào này này, là nó có cháy là nó còn cháy cái cống lạt còn chán nó mới tới bánh. Trời ơi, người ta làm người ta tính từng cái, mọi người cứ nói bạn này cứ kỳ cục. Chứ mà không có cái nào gói cho một củ lá.
thiếu rồi nhỉ, thiếu một cái. Hả? Gói à? Thiếu một cái bánh hả? Một cái à? Hai cái rồi. Hai cái nữa. Vớt luôn đi rửa luôn đi à? Vớt đi rửa ngay đấy còn gì? Bê đâu cho nó khổ ấy. Chỗ này này. Ở đây là bố mẹ mình đang vớt bánh chưng. Cái thùng bánh chưng này đun được 12 tiếng nha mọi người. 13 tiếng. Một cái thùng này thì khoảng tầm 80 cái 85 86 cái bánh. Mỗi cái bánh trung bình nặng từ 1 kg đến 1 kg rưỡi. Khi mà vớt ra thì sẽ phải để vào những cái chậu như thế này. Mọi người nhìn thấy cái lá xanh không ạ? Lá này là vừa mới rất là xanh. Nó ra để vào những cái chậu nước như này cho bánh nó hạ nhiệt đi. Đến đây là không gặp gì. Mọi người thấy cái thùng này nó vuông vậy. Nhà mình thiết kế cái thùng đun bánh chưng này nó sẽ vuông thành bánh ấy. Bánh là sẽ có nó không có bị méo ấy. Mọi người sẽ rửa sạch nha. Mọi người nhớ là đun cái bánh chưng này muốn ngon đó là phải đun lửa thật đều, không được để cho lửa tắt, và liên tục trong vòng từ 12 đến 13 tiếng. Với những cái bánh chưng này, chúng mình cái biết bánh chưng mà một cái bánh chưng này thì nặng khoảng 1 kg. Khi mà các bạn gói, nếu mà bánh chưng mà khi còn sống là rơi vào khoảng 8 lạng, 7 lạng rưỡi đến 8 lạng. Đẹp, đấy, chưa? Đẹp chưa? Xanh giòn lá luôn. Cái chưng lên bàn thờ là cực kỳ là bắt xuân nhé. Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng bán hết. Đây là những bánh chưng này mình gói hết này. Bố mình phụ chắc cỡ chục cái hơn đâu là mình gói hết đấy. Rửa sạch cái rớt này, rồi nâu. Ở ngoài thị trường ấy, hôm qua mình đi siêu thị thì người ta có bán một cái chiếc bánh chưng nặng 1 kg này là người ta họ bán rơi vào 90 hay 100 ngàn ấy. Còn nhà mình là bán là 60 ngàn là nhỉ? 120 một cặp. 60 ngàn đấy là vào 120 một cặp. Thế là nặng 1 kg nhá. 1 kg. Trung bình là 1 kg. Có cái nào mà mình kiểu mình gói lỡ tay ấy thì nó lên 1 kg rưỡi. À quên, 1 kg mốt chứ quên. Xin lỗi. Có cả loại bánh lớn nữa, loại bánh lớn thì sẽ nặng là 1 kg rưỡi. Bánh lớn nhà mình bán là 80 ngàn một chiếc, năm nào cũng bán.
để bắt xịn. Cái chậu thì này, giữ nước sạch. Ở đấy nước dơ quá rồi. Cứ đổ đi. Lần lượt con cái kia nhá. Lần lượt lần lượt. Lần lượt con này vào. Đây bố giữ đi con lại cho. Thôi. Này nóng lắm, giờ lại chết bỏng. Bơm đây cho nước cho nó rửa. Ngâm lại. Chết ra. Chết ra đấy còn. Nền bề đấy thì xếp ra, có cái xếp nào không xếp vào, cái xếp nó vuông vắng nó đều vào. To đi đằng to nhỏ nhỏ là được, có cái gì đấy mà cũng không làm được thì mày làm cái đéo cho đời. Cái nào đấy thì lắn miếng cái lại đi, cái đấy là phải lắn nó rồi ỉa đi, lắn cái chiều bẹt đi cò, lắn cái chiều bẹt để làm dẹt xuống nó còn nóng mới lắn được. Đánh vuông nhỉ? Cái nào cái đấy vuông đét luôn. Đun cái xong nó vuông này. Nè, bánh nó không có bị méo. Bánh to đúng không? Nãy vừa mới dỡ bánh nhỏ, giờ lớp bánh to nặng một ký dưới rồi. Thịt nước liên tục thì nó mới không nóng á. Chứ trong này nhiệt độ nóng rất là nóng. Con này xong tất. Thời ngưng 8-9 tí. Cầm này. Thịt khỏi nó lưng lên. Bước ngơ đỡ chỉ đổ lại chứ này. Mùi khác. Đường nha. Cái to xếp riêng ra mà lơi đấy. Con công kênh nén là không dính vào nhau. To xếp riêng ra. Thôi, cứ bê ra thôi, giúp chỗ. Mở cái ở đây.